Lôi anh em nhá, thì có lục trái anh em. Ừ. Nay tiện làm mồi đánh trôi này. Hướng dẫn mấy anh em làm thính chảo nhá. Đầu tương này, chỗ này 2 lạng rưỡi này. Hai lạng rưỡi anh em rang vàng cánh gián rồi nhá. Đây anh em, 5 lạng gạo nữa. 5 lạng gạo rang nhá. Cũng rang xém đây, bên này rang xém ở đây. Đây rang 5 lạng gạo nữa. Đây nó bỏ xay lẫn vào nhau. Ngon anh em ạ. À, gạo tẻ rang, đỗ tương rang, rồi mang đi xay về là có thính chảo anh em. Còn kia em chảo nó có mỗi tấm gạo đây hả? Này mình có cả đỗ tương thơm hơn, ngon hơn. Này xay để mình để to thì anh em nhá. Cái này nó có cả đậu tương, có cả đậu tương nhá. Đấy. Đậu tương với gạo này. Màu này màu đẹp này. Thơm luôn, thơm thơm phức luôn.